cái của anh Trung. Dừng ngồi để bao tiền anh Trung. Trung ơi, nó bao tiền đây? Đây à? Trung ơi, cây của mình à? Dựng ổi gì? La hán này nhỏ nhỏ này bao tiền cây? Không, mà cái mấy cây la hán này nhỏ nhỏ này. Bán rồi, la hán ấy. Bán hết rồi. Ngon nhỉ? Vào đây. 3 triệu. Dựng ổi 3 triệu. À, cùng một thân đi chứ. Cùng một thân đi chứ. Đi. Kênh của chú mày là kênh gì đấy nhỉ? N2T bonsai. Vâng. Bình luận như gió lên gì? Ra. Bình luận to to mà. Ôi, đi mua cây cần gì bình luận. Nói như là gương sắc đồ xinh á. Cái này bao tiền? Số này có là anh là bao nhiêu? Em chỉ đi book thôi. Không đi nói nhiều. Cây đẹp là múc. Còn quay này cho vui thôi. Lương tháng của chú 450 triệu. Thế thôi. Mình bonsai gì nhỉ? Dạ. Mình bonsai gì nhỉ? N2T bonsai. Hả? N2T bonsai. N2T à? Vâng. Bảo là đi nói nhiều thì lại giống ông kia. Em ơi, đi múc thôi. Em. Cây đẹp là múc thôi. Vợ Tuấn. Bán lên cây xanh anh chả bán gì. Xanh biển là mỗi rồi. Mình mang cây nào đi bác? À cây này. Một cây này. Bao tiền cây này ạ? 27 triệu. 27 triệu. Ngắm biển nhỉ? 27 triệu. Siêu nhân người máy đấy. À. Nhìn kìa. Hùng Trung ơi. Hai tay một ngón. Đấy, rất là đẹp. Nhìn cứ như là thiếu nữ cởi chuồng nhỉ. Mình là người làm ra cái đẹp phải biết trời với cái đẹp hả? Bảo là nhìn giống thiếu nữ cởi chuồng. Ờ đấy là tiên nữ giáng trần đấy. À tiên nữ. Tiên nữ. Tiên nữ giáng trần, tiên nữ đi tắm. Tác phẩm tiên nữ đi tắm. Đẹp đấy. 27 triệu đây, dăm riết dày chi chít của chấm hết luôn, chấm hết em một làm biển em một rồi. Bất cả là ở đâu nhỉ? Lên Bình Thuận, Vĩnh Phúc à? À từ Vĩnh Phúc xuống đây. Cộng thêm cái số này nào? 0919. 0919 rồi. Số xấu lắm có lấy không? Ôi cứ nó đọc đi anh em, nó thích nó gọi lắm. 0919 833 608 608. Ui Lộc không phát à? Không phát à? Không phát chỉ có lên thôi không? Yeah. Cây này các cụ thích lắm. Số 0377774547. À 0377774547. Rồi. Lên Minh Tuấn ạ. Cái sung của ông nào dày chi chít này. Đây anh ơi, anh làm cái sung anh. Kia cái nhá. Mà đẹp thế. Đấy. Cây thả nước rồi đây anh. Anh này không cần phát cũng bán được hàng đấy. Rồi. Chung rồi. Cái số đấy của anh nha. Này. Số đầu tiên Vinamon mà ăn trước phải chăm sóc khách hàng. Bán lâu rồi. À rồi. Khách hàng lâu năm. Khách hàng lâu năm. Quá lâu rồi. Chứ mình cũng không nhớ mua vào đầu. Đồng thời có điện thoại là có số rồi đúng không? Đấy, thì thế đấy. Có nghĩa là mình thực ra tiết kiệm có nhiều cái gái lắm. Mình thực ra là mình cũng không ai nữa. Đẹp đấy. Đẹp. Chơi đi chơi. Cái này mang đi bán này. Tiết kiệm nó mang con cháu thôi. Cái này cho đi chơi được. Chơi thoải mái. Bán cái này là bán mất, làm mất hẳn luôn. Vậy. Đó là mình không làm đâu đó. Là mình không mua lại được. Bán rồi không mua lại được. Không mà mưu sinh vẫn phải bán.
Thế là kênh của mình là kênh gì anh quên mất rồi? L2T Bonsai. L2T Bonsai. Vâng. Đẹp quá, chúc bác giao lưu thành công nhé. Đây mình quẩn. Nay đã mở hàng chưa anh Hiếu? Đúng rồi. Anh mới được 4 cây. À, ui giời, mới được 4 cây á. Cái trâu của mình à? Ừ. Đẹp quá. Bao tiền? 12 củ. Đẹp. Lấy luôn đi Hà ơi. Đẹp đấy. Để em chuyển nhà cửa xong em mình dám suy nghĩ nhiều. Đồ này đang bận chuyển nhà. Mua vào đâu? Ngay đây. Tây Mỗ. Chị cứ vườn nha anh mà. Anh không nổi đúng không? Cây số mà không đi bộ được cả. Đấy. Mua bé tí thôi. Có chỗ chui ra chứ vào thôi. Lỗ hơn tủ đơn tủ tươi là mua đất. Thôi bao giờ đạp vào họ. Ra. Cách ô tô 20m. Sắn vào Tây Mỗ. Chỗ khu đô thị Hữu Hưng ấy. Vâng. Bước mấy bước là đến trường anh luôn. À đây à? Chỗ nào anh? Đi đến chỗ trường cái cây xăng thứ hai, từ đấy đi vào cửa vào nhé, phố chó nhé. À. Đi qua phố chó đến cây xăng thứ hai nhé. Cây xăng đi đầu phố chó là cây xăng bên tay phải, cây xăng 21 nhá. Đi qua cây xăng đấy bên tay trái là cây xăng 22 nhé. Rẽ luôn vào cái đường to đấy. Làm con khổ ra ra cái đầu không làm gì được. Thấy anh quay rất rộng thế, vườn biết. Đất trôi đất không? Sống bình thường mẹ. Căng đấy. Chỗ này em cũng cầm đấy mà. Giờ đất tài kiếp quá. Thế mua là đô thị hay là mua nhà đất? Mua đất của cả nhà đất luôn. Qua đấy. Giờ nợ ngân hàng như chúa chổ. Cây cối giờ chỉ dám xếp hay không được. Cây này đẹp. Cái này nhiều ạ. Cái này mà có một đôi thì tuyệt vời nhỉ. Nếu một đôi thì nó làm gì. Tuyệt vời. Canh châu làm lá mướt thế em. Em mê canh châu lắm. Hồi bé toàn đi ăn quả cái này. Đúng rồi. Em đến cả mồm. Thơm thơm này ngọt ngọt. Nhưng mà cái cây nó to ít lắm. Còn cái dây đây cá siêu tầm. Đường chạy cái này bọn tàu nó mê lắm. Việc gì với tàu đâu, việc nào không ý là bọn tàu nó chơi chuyên còn. Thì chú là người tàu à? Chú mê nó, chú là người tàu à? Không phải nó chơi với cái này đỉnh cao lắm, mình không theo được. Bọn nó chơi đẹp. Ở trên mạng nó quay cái vườn đấy hỏi luôn. Bọn ở trên Lạng Sơn trước nhiều lắm. Toàn những gấp thân to như này. Vâng, mà nhìn nó cũng đỏ như quê luôn. Rồi. Một chuyến mà vườn đấy mấy chục cây. Và nó còn đang đẹp. Nó đi đào được. Đấy đẹp đấy. Bình Châu rồi là mê đấy. Thần thiết. Da rẻ cho đến lá đấy, đều đẹp. Mà lại có hoa có quả. Có hoa, có tuyệt vời để làm bonsai đấy. Miền Bắc mình có cái cây này là tuyệt vời đấy. Và thời trẻ trâu mình mới biết cây này chứ nhiều cụ không biết. Canh trâu. Đấy đẹp tuyệt vời đấy của. Canh trâu cả. Nơi thì gọi là canh trâu, nơi gọi là chân trâu. Canh trâu đúng hơn. Chứ chân trâu là cái khác. Đây là cái chân trâu. Chân trâu. Chân trâu đúng hơn. Nhưng mình cũng gọi là chân trâu. Chân trâu đúng chân trâu. Chỗ nhà em cũng gọi là canh trâu. Có nơi gọi là canh trâu. Đẹp. Kiểu cái chết rồi. Đá vào, đá vào. Đấy. Đẹp đấy. Wow. Là hàng. Cây này có nhiều tiền không bác? 10 triệu. Đẹp, cũng là hán đẹp. Đây này. Chân mê. Với bác mà ở quê lên thì bán rẻ.
là cái người người ta ghép vào, người ta quét nước xi măng và đất sơn để cháu phải chống chữ cạnh ở hết. Nghệ thuật đấy, dù không cần phải gắn chữ dây lắm, dù chữ dây đẹp nhìn như là cái tàu đấy. Mặt này à, đẹp đấy. Dù đấy là bao tiền em? Dù này là 3 triệu. Anh em có số của anh Hiếu rồi, thế mới gọi nhé. Hay anh lại đọc lại cái đi. 0983 0983 16 16 16 16 98 98 anh Hiếu nhé. Đấy, mê mỗi cái Bình Châu này hôm nay. Đi vào đi chợ đi, cái mùa lá nó đỏ. Nhiều người bảo là ra chợ không có đồ đẹp, nhưng mà anh bảo là đồ đẹp ra chợ các bác mua được đâu. Đấy, đến cái lúc gần Tết lá đẹp, nó đỏ đỏ, nó sắp rụng. Lúc nào cắt đi cái lên đồng nó đẹp mà. À, hoặc là cái lúc nó sắp rụng lá đẹp. Kể cả như bây giờ vặt hết lá đi, con cái là... Cái này vặt liên tục được, thoải mái. Ra lộc lại làm luôn, lại đỏ lá đẹp luôn. Lá rất mảnh mai, mỏng, chuông chuông đỏ. Cầm cầm tuyệt vời. Nếu mà không kéo thì hay bị bỏ răng nhưng mà không sao. Okay. Đẹp. Kênh Châu đẹp kia mà không ai múc. Thế nhiều dáng thế hay quá. Rồi.